Hi, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vô Địa Giò. Bình Lưu Vi, Tào Lao, Chào Bí Đao, Trần Hoàng, Đại Lâm Ba Lô Tà Ly. Đây là sân Gò Sòi, đường số 16, địa chỉ 50A với Gò Sòi, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại bây giờ banh bóng đang ế quá, Đại Lâm tân trang lại tình yêu của mình nhé các bạn. Các bạn sẽ xem Đại Lâm như thế nào nhé. Đây là hộp Kana, Kana. Bây giờ Đại Lâm tân trang lại con gái của Đại Lâm lại nha. Để tiếp tục tình yêu của Đại Lâm các bạn. Đây là Ad 2010 nha các bạn. Đời cuối một càng. Chiếc xe này thì biển số là của Hóc Môn nha các bạn, là của anh Bầu Đạt Hóc Môn, còn gọi là anh Đạt Con. Trước đây bầu bóng đá, Đại Lâm thường chơi cho anh Đạt rất nhiều. Và anh Đạt cũng đã chia lại chiếc xe này cho Đại Lâm cách đây khoảng 3 năm rồi các bạn ạ. Còn bên kia là mã cha so đang vọng vọng cái mỏ đó qua đây. Lần đầu tiên thì Đại Lâm lên cầu tre 2008 mùa hè là chạy chiếc Bentley Đài Loan nha các bạn. Bentley Đài Loan lúc đó Đại Lâm mua tại Bình Dương. 2003-2004 Đại Lâm đá cho BKMX Bình Dương và đưa BKMX Bình Dương lên hạng lúc đó, và đã được chiếc Bentley. Và sau thời gian dài năm chạy chiếc Bentley 23 triệu bán lại được 3 triệu 9, quá ghê gớm. Quá ghê gớm cho chiếc xe. Thì các bạn ơi, thò này lên xong nha, thò lên xong cái phơi nắng một tí cái là mình xà chùi nha. Này tân trang lại cho con bò của mình đi. Thật sự mà nói các bạn đừng có buồn nha, đây là tình yêu đích thực của Đại Lâm. Nhiều khi phụ nữ đổi, Đại Lâm không đổi nha, nói được trước nha. Và chiếc xe này cũng vô giá 100 cây cũng không bán nha. Đại Lâm là không bán chứ không phải là tiền. Ok, 100 cây không bán. Các bạn nghe mã cha so nó bán trả nợ không đủ cũng không nên bán. Ok. Bây giờ các bạn xem Đại Lâm lao chùi tình yêu của Đại Lâm này cái nha. Lao chùi đang giờ rảnh nha các bạn, lao chùi. Tại nghề Đại Lâm cũng được lắm các bạn. Mình vô Cana này phơi nắng một tí đi, có nắng vô mình lao này, thật sự rất đẹp chiếc xe các bạn, bóng loáng. Ở không làm gì, tân trang cái tình yêu của mình lại các bạn ơi. Đại Lâm xin nói lại cho các bạn mấy cái, Đại Lâm đừng có đùa. Đó, các bạn đừng có đùa nha. Tình yêu của Đại Lâm đích thực, con gái phụ nữ dù có đẹp thế nào cũng không đổi được chiếc xe này nha các bạn. 100 chai không cho rớ vì Đại Lâm không có bán chứ không phải là gì nha. Ok, còn mà đổi gái thì không đổi, đổi trai đổi rồi, bao nhiêu tuổi cũng được. Đúng không, đúng không? Tình yêu đích thực. Các bạn thấy gì thế nào, chỉ cần sơ sơ thôi mà bóng lớn cỡ này các bạn thấy sao? À, đẹp trai đẹp chưa? Thay tem hả? Ủa để gì đi, cũ rồi thay vô nó cái nhìn nó chói tem mà nó không hợp với cái màu. Hiện tại bây giờ xe mình đang có đẹp
Đấy, các bạn thấy như nào? Chỉ cần sơ sơ như thế thôi, thật là bóng loáng và tuyệt vời. Ok, quá xong xuôi sạch sẽ. Sau 9-10 tháng bị bà Covid hành hạ, và hôm nay Đại Lâm đã tắm rửa cho em nó. Rất đẹp, rất tuyệt vời. Đây thật sự là tình yêu của Đại Lâm. Tình yêu không thể thiếu của Lâm khắp nẻo đường. Nhìn các bạn nhìn đi, nhung nhang của nó đi. Quá tuyệt vời, nhung nhang. Quá tuyệt vời, tên tuyệt vời. Quá tuyệt vời, tên tuyệt vời. Đây, các bạn hãy nhìn kỹ nhung nhang ở đây. Tình yêu của Đại Lâm là đây. Ok men. Sau khi cho vài miếng cana vào và đánh bóng láng như thế này, các bạn thấy như thế nào? Đấy, thật sự quá đã các bạn ơi. Xin nhắc lại cho các bạn mấy nha, tình yêu của Lâm là vô giá, vô giá. Mặc dù 100 chai để Lâm cũng không thèm dòm nó tới đâu các bạn. Nếu bán đi 100 chai thì không bao giờ có chiếc xe giống như thế này. Nói chung là tình yêu của mình, chung thủy của mình thì các bạn, chứ không phải nói là tiền bạc nha. Đấy, mới thấy là được kết quả một sự chung thủy tình yêu với Đại Lâm và chiếc xe này như thế nào. Xin lỗi các bạn, vì Đại Lâm tàu lao trời biết đau quá, các bạn hãy thông cảm giùm nhé. Chúc cho các bạn luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong sống nha. Hãy làm những gì mình đã, tình yêu của mình thì hãy cố giữ lấy các bạn, cũng như các bạn hiện tại bây giờ. Những người đang yêu và chưa yêu, hãy giữ lấy những gì mình đang có. Đừng giống như Đại Lâm tới giờ 50-51 tuổi rồi, tình yêu giống như con bướm bay, bay bay không thấy đâu hết, còn một bay không. Cứ làm cứ chờ lấy bên đây mà bay cứ vợ cứ làm. Ok. Cái đó giờ chưa thấy mà bên đây là cứ vợ chứ. Cứ chồng. Cứ chồng thì có. Quá đã các bạn, đẹp thật sự, bông quá bông. Thứ gì chỉ nổi thứ bảy chủ nhật. Bông đúng như cái chữ bông luôn á. Ok. Trời ơi.